bây nẹp đây bà bôn chặt đại khí thưa chị cháu có tè đòi bà là bạch môn nâng qua cho một chút tè nơi môn sân hai trong bê đại cho chân nằm mai một đó là môn nô mân từ sổ ọ chặt đàm vừa sạc cam một hiếp tay mà đó bật ngôn tròn tham mình khai camera thì bà càng cao mấy cứ chia cà ri bà rô bà mình chắc cả này Facebook chmua tha khát bà khát thê xăm thì bị bát bằng hai tiếng video đầu có đôi chia rút phim bằng hai ao khơi pizza cam một phim bà chào say pro và chào chị đây bà pun pro say bàn thua sạc cam một phim đau đồng bồn bàn chút tiếc quạt hơi cào một tiền bàn thua cả cọc tiếc chút say tiếc đau trong vị thi chỗ làm máy muốn mình đi từ sọc ở linh và quát ba riêng bọc hạ bắt xong chú nằm nâng đo bóng ôn thiệt ngọt nghĩa bỏ rõ nâng sẽ trây mà nẹ đài nông quý tấu nâng rút thọt ní chìa một giờ nhà cuộc tiệc quát xong chun chi đầm nắng đón bóng ôn tiệc ngọt nìa bỏ rõ nâng sạch rây mà nẹ đài nơi khăn nông quý tấu nâng rút thọt ní chìa một giờ nhà chào cuộc tiệc chul lang sạc cạn hai qua bê ngay miền vị thi thông thống đôi chia chỗ chân nằm mai dương chỉ đám xong bóng ôn đài miền tiệc rô nơ rư có miền tiệc chul xong bê ta prong bạch nhạt ở bàn phố mẹ đèn đòi quát ba lập bạch muôn đập bông một rốt chuột tiệc đòi bê thang tiệc dương nhóm chuột áo ý bắt được dạp bê bà hai chị bầy ngay đòi mơ khơi đôi chia một sợ xuống có một chút ca chuột áo của quát tay mà đòn bắt một sinh nhà pin nhẹ bắt đây bắt bốn đi cứ chìa đây bắt bốn tay mà đòn bắt một sinh nhà tiền pin nhẹ cứ chìa đây bắt bốn tay mà đòn bắt một qua bê ngay chốt sầm ra cứ ngay chỗ chân nằm mài dưỡng khăng trong tha qua bê là nghiệt hai một camera sạc đặt phía tay mà đòn bạn mơ một camera sạc đặt phía tiền bạn đôi mình khai nhiều nhớt đo khăng sầm đặt cách mình tích nào lại hai khăng một phát tiền lúc vô cương qua miền cục mạ và cục mạ một quả đau mình khai đau mình nhớ nhớ anh mình tích sao tu miền camera sẽ bắt phim và xong sẽ bắt cách khăn miền chơi người ta sao chiếu chạp một sở nhà chào quạt tiếc rụng ní ao ban phòng này và xong rồi ao chào ban phòng này bạn và pro miền ở rụng phim nâng vị trấu hai miền tiếng ở tạc sở nhà là ban tiết chân xong cùng ao quạt tiếc bọn ông xây tiền rồi mơ tới chào này cứ chỉ chào và cứ quạt hiên thẳng này và sọt sọt tạm đòn xong không thái xong mà đặc kết nâng chắc chào tiền pin nè ở đây bộ này ban tự chọn và xong một quần bạn mơ mộng nói đấy nâng bà hi giả hà mình tên bà mơ giả hà mình tên bà mơ tới vô cứ một bà đáp cục mẹ món bà vô mò quạt tiền bà còn mình video bằng hai phong đáy và xong từ thuốc nào video này chúng mình xem được ngọt nhé bà sắp lưu cho các hóa mình là xếp sắp thôi con nhau là đọc
វាដើរវាដើរឆែកមើលវាដើរឆែកមើលក៏បន្ទប់គេនៅអត់គេនៅវាខ្ទាស់សោគេវាក្រៅវាយកមេដាក់ខ្ទាស់សោគេវាក្រៅនេះបើគ្នាចង់ចេញមកចេញមួយទេគឺវាខ្ទាស់មេសោវាក្រៅអានេះសំណាងវាខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំធ្វើទៅទុកស្រែងនេះមានទៅធ្វើទេនិយាយទៅខែខ្ញុំមេសោមិនចេញមកទេនិយាយតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងសៅហើយវាវាចង់ទៀតវាវាវាផ្លេចថាវាផ្លេចកថាតញ្ញាបានវាណាយើងជាប់ជាប់ទុកហ្នឹងជួរក៏ទុកជាប់គាត់ហ្នឹងទុកលេង9ហើយបងហ្នឹងគាត់មុនគាត់ចេញចូលគាត់មានតែប្រពន្ធណាដល់លើកដីគាត់បង្ហាគាត់ទៅស្រុកវិញមិនដឹងអាចតាចាស់មួយនៅនឹងណាគេអត់ទេជប់នៅយូរហើយតាចាស់នៅលេខ10ពីអ្នកដែលប្រពន្ធនឹងមកនៅបានប្រហែលជាមួយថ្ងៃទេទៅទៅនឹងឃើញតាចាស់ម្នាក់នៅនឹងណាគេតាចាស់ណាអត់ចេះខ្មែរអូប្តីគាត់អីចឹងហ៎ប្តីគាត់ជុំចិត្តចិនចង់យូរតាតាមកຕົកហើយណាតែនិយាយទៅគាត់ដល់នេះឆែកមើលពេលទៅចាគាត់នឹងឆែកមើលតាជីតាមឡានហ្នឹងមានសេវាមកពីណាតែវាមិននៅមិននៅបានមួយថ្ងៃផងហ្នឹងយើងដឹងយើងដឹងជាចាញ់ភ្លាមភ្លាមតែកណ្ដុំដឹងឲ្យវាជក់ឆ្នាំយើងនៅព្រោះថាមនុស្សជក់ឆ្នាំវាមិនល្អទេវាដឹងទៅយួនមិស័យយួនអពអពនៅវត្តសំសោយួននេះគ្នាបាចោចឹងចឹងតែយួនខ្មែរខ្មែរខ្ញុំតិចនេះគឺវិជំនាញខាងខោសោហ្នឹងតិចណាពូចវាយួនថាបាទបងហ្នឹងខោបានហ្នឹងវាចេញតែសិនវាចែកដំនោះបន្ទប់លេខ3នោះគ្នាចេញមហាកាយវាឃើញចេញមហាកាយវាវាប្រហែលទុកម្សែងនៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាបន្ទោសចេញចេញស្ទុះហើយម្សែងទេមកវិញបានឃើញមកវិញតែតែខ្លោមកទៅបងលេខ5មិនដឹងទៅដឹងមិនខុសនៅពេលខ្លាចទៅនឹងចាញ់មកតែបានដែរអាយកັບអត់កັບទៀតធ្វើដូចម្ចាស់ទុកបាត់កូនសោច្បាស Thank you.
ួរគ្នាបន្តិចចឹងមកដល់តាឯងបាទបន្តពីប្រិមត្តបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបាទយល់យ៉ាងណាដែរបាទប្រិមត្តអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំឃើញអំពីភាពក្លាហានរបស់គាត់បាទក្លាហានមែនទែនហើយអ្វីដែលគាត់ក្លាហាននោះគឺសំវេពៈមុខពៈអីគឺគាត់អត់មានអីគាត់និយាយទៅអត់ខ្លាចញើតែម្ដងបាទគាត់ហ៊ានគាត់ហ៊ានបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stan Hub របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា